Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Ham Tìm Tòi nhé. Như các bạn đã biết thì đang trong cái đại dịch Covid-19 thì theo chủ trương của từ chính phủ thì không nên là tụ tập đông người, mà các bạn đã biết đấy, thì trong cái nhu cầu cuộc sống hàng ngày của chúng ta, tiền điện, tiền mạng, tiền nước và tất cả các thứ phát sinh vẫn cứ phải thanh toán. Và để không tập trung đông người như khuyến cáo thì các bạn có thể thanh toán qua ngân hàng hoặc là qua những cái tiện ích khác. Thì hôm nay trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách thanh toán hóa đơn tiền điện hoặc là hóa đơn điện thoại qua cái dịch vụ ngân hàng là Vietcombank. Thì tùy các bạn có thể sử dụng ngân hàng Vietcombank hoặc ngân hàng ACB hoặc ngân hàng MB hoặc ngân hàng Techcombank, Sacombank vân vân. Thì các bạn sẽ truy cập vào cái ứng dụng của từng ngân hàng để thanh toán. Hiện tại như máy của mình đây thì mình đang sử dụng cái là ngân hàng là Vietcombank. Thì mình sẽ truy cập vào cái ứng dụng của Vietcombank. Thì các bạn lưu ý nhé, cái ứng dụng ở trên điện thoại di động này các bạn muốn sử dụng thì các bạn phải ra ngân hàng để đăng ký, thì các bạn mới dùng trên điện thoại để chuyển tiền được nhé. Thì chi tiết video thì mà các bạn đón xem nhé, thì đầu tiên các bạn kích vào cái giao diện Vietcombank của các bạn, có thể là các ngân hàng khác nhé. Tiếp theo các bạn bấm mật khẩu và truy cập. Sau đó đăng nhập. Thì các bạn nhé, khi cái giao diện này nó hiện ra này, thì các bạn lưu ý này, trong cái giao diện này nó có rất nhiều thứ. Thứ nhất, nó có thể chuyển tiền. Thì mặc định là ngân hàng cung cấp thì để là chuyển tiền rồi. Cái này mình sẽ không chia sẻ nữa nhé. Nhưng trong này nữa, kéo xuống thì nó sẽ có mục là thanh toán hóa đơn. Có thể thanh toán hóa đơn tiền điện, thanh toán hóa đơn tiền nước, thanh toán cước cố định, cước trả sau, internet và các truyền hình, viễn thông, bảo hiểm, học phí vân vân. Tiếp theo nữa là nó có thể nạp tiền được, nạp điện thoại, nạp ví điện tử hoặc nạp đại lý hoặc nạp tiền tài khoản giao thông. Tiếp theo nó có là quản lý dịch vụ thẻ, tra cứu sao kê vân vân này. Và tiếp theo nữa là các bạn có thể mở sổ tiết kiệm bằng trực tiếp ở trên ứng dụng này, và các bạn có thể là đầu tư cũng được. Thì hôm nay bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cái cách là thanh toán cái cước di động trả sau nhé. Thì đầu tiên các bạn kích vào cái cước di động trả sau này. Đấy, tiếp theo là các bạn chọn nhà mạng các bạn sử dụng này. Đây nó có Viettel, Mobi và Vina, thì mình đang sử dụng Mobi thì mình chọn nhà mạng Mobi này. Tiếp theo các bạn nhập số điện thoại là trả sau này. Ấn hoàn tất này. Và ấn tiếp tục này. Đây nó sẽ hiện ra số tiền này, số tiền phải thanh toán trả sau này. Và bây giờ mình xác nhận nhé. Và nó bắt nhập cái mã OTP, và mã OTP này nó gửi về máy. Và mình vào máy mình kiểm tra. 891923. Sau đó nhập vào. Đấy, và tài khoản nó đã trừ tiền luôn rồi. Đấy, giao dịch thành công. Đấy, rất đơn giản các bạn ạ. Tiếp theo mình sẽ làm là nạp tiền điện thoại di động nhé. Thì mình sẽ kích vào nạp tiền điện thoại này. Tiếp theo các bạn nhập số điện thoại cần nạp này. Đây mình nhập này. Và các bạn chọn số tiền nạp này, đây mình chọn là thử nên mình chỉ chọn 30.000 thôi này. Và các bạn ấn tiếp tục này. Đây. Mình đã 30.000 và các bạn cũng ấn xác nhận này. Và cũng yêu cầu nhập OTP này. 644525.
644525 sang Nhật. Đấy, đã thành công. Đấy là cách nạp tiền trả trước và trả sau. Và mình chia sẻ với bạn tiếp cái cách là thanh toán hóa đơn tiền điện nhé. Đây thì hóa đơn tiền điện, đây thì các bạn cũng chỉ kích vào mục hóa đơn tiền điện này. Thì trong cái mục này các bạn lưu ý nhé, bạn ở khu vực nào thì các bạn chọn điện lực khu vực đấy. Như mình đang ở là khu vực miền Bắc thì mình kéo xuống mình chọn là EVN miền Bắc này. Tiếp theo là các bạn nhập cái mã khách hàng vào nhé. Thì cái mã khách hàng này thì thường thường ở trên nhóm Zalo của tổng công ty điện lực của mình miền Bắc ấy, thì nó sẽ gửi về, nó sẽ có cái mã khách hàng ở trên đó, hoặc là trên ở cái thẻ cứng của thẻ điện lực nó cũng có cái mã khách hàng đó. Thì các bạn nhập cái mã khách hàng vào, ví dụ như của mình là cái mã khách hàng là PA22080941226 và mình bấm tiếp tục. Và các bước tiếp theo là các bạn cũng làm như là nạp tiền di động trả trước và trả sau, bởi vì cái điện lực này mình vừa thanh toán hôm qua là mất 901 rồi nên hôm nay mình không thanh toán nữa. Trên đây là cái chia sẻ của mình dùng Vietcombank Digital trên điện thoại để thanh toán tất cả các dịch vụ tiện ích của ngân hàng, để đỡ phải tập trung đông người để thanh toán cái nọ cái kia. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Các bạn đừng quên bấm chuông và đăng ký kênh để chờ đón những video tiếp theo của mình.